Vâng, em Minh Chiến Bình Định xin chào tất cả các bác. Tối nay, nay là ngày 6 tháng 4, 2020. Em test con QRX7500 dòng khủng long gửi cho một bác ở Đà Đẹp mua bên em. Dòng này là nó rất là khủng, size to, trưng bày rất là đẹp. Em nó lên đèn thì cực kỳ là tuyệt vời rồi nha. Và sẵn video này, em test những cái đồ chơi cho các bác để phối ghép vào những cái dàn âm thanh như là thiếu tiếng chép, cũng như là những cái dàn âm nghe nhạc của mình nó cảm thấy nó tối này, nó thiếu cái độ lung linh đi, thiếu cái độ mà nghe nó thoát đi. Các bác hâm bí thì các bác hãy liên hệ cho em và xem cho mình một con bộ loa chép siêu chép kèn của đến từ Mỹ của Monovox. Em về được 8 bộ, 4 bộ lớn và 4 bộ nhỏ. Lớn nhỏ nó không phải ở chỗ là nó đều kích thước là bằng nhau nha. Kích thước là bề rộng là đều là 25 cho là 25 nha các bác. Chỉ nó khác cái bề sâu thôi. Khác sâu, sâu cái càng nhỏ này là sâu là 20, còn cái càng lớn là sâu tới 28 nha. Còn cái bề rộng trước là nó y chang nhau nha. Bề rộng trước y chang nha. Chỉ khác độ sâu, tất cả là kèn gang nha, kèn gang cho ra âm thanh rất là tuyệt vời. Chứ còn kèn nhựa thì dở. Kèn vang nó ra, kèn gang nó ra cho ra tiếng chép rất là vang, rất là vọng. Vang đi xa rất là xa nha. Đây các bác nghe được tiếng xì không? À, tối nay em đã hoàn thành 3 bộ, sáng mai em giao cho các bác nha. Đấy, tiếng xì rất là hay nha. Đấy, tiếng xì đấy. Và com ly này thì hướng dẫn cho bác là rất là đơn giản thôi. Muốn mà con dòng này để AUX thì nó sẽ tối nha. Và bác muốn nó sáng á thì bác kém vào đường này cho em. Đường fly này. Đường fly, red fly á, hình như này. Kém mình dùng cái đèn nó sẽ sáng nha. Khi ta lắp cái bộ kèn của Mỹ này vào thì ta nghe được tiếng xì nha. Đấy thì các bác rồi, cặp loa 77A thực chất thì giải cao nó cũng không có được hoàn hảo lắm, thì chúng ta kết hợp vào một bộ kèn Mỹ như thế này, giá thì nó không cao lắm đâu, 4 triệu mấy thôi, nhưng mà trai chất âm nó rất là hoàn hảo, rất là tuyệt vời. Các bác nghe nó rất là thoát tiếng này, thứ hai là rất là mượt và sáng. Thì hiện tại em còn 4 bộ thôi chứ không còn nhiều. Thì trong sáng ngày nay thì nó về được 8 bộ thì em đã giới thiệu cho các bác rồi. Thì tối nay em rảnh em đã làm dây và tụ gắn vào cho các bác. Các bác chỉ việc gắn vào như thế này. Đấy, gắn vào trạm loa thôi, chỉ cần gắn vào trạm loa thôi. Bác nào có yêu cần những cái thiết bị như thế này thì alo cho em. Mấy cái này là sáng mai em giao rồi. À, lên tụ rồi, tụ 4 mét nha. Đấy, kèn gang nó sẽ kêu này. Kèn gang nha các bác.